Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp các bạn ơi. Hôm nay giới thiệu cho anh em một gốc mai tàn nằm đất. Cây này tàn khủng nha anh em. Siêu bông luôn, 5 đến 12 cánh. Cây này là chơi Tết 2022 là xuất sắc luôn nè. Giá cả thì rất là mềm anh em ơi. Anh em nhanh tay thì chốt trước anh em. Rồi, bắt đầu dẫn anh em vô tham quan gốc mai ngày hôm nay. Đây là cái khoảng cách mình đứng khoảng 8 mét anh em mới qua hết bộ tàn đó nha. Cây này tàn khủng anh em ơi. Nằm đất nguyên thủy nha, cái tàn rất là tròn, đây, tàn nó dựng lên như cái tàn đào vậy anh em, thốt thân cao nha. Cây này mình trồng đây bao lâu rồi anh Thiện? Khoảng 12 năm. 12 năm ha, cây rất là sung nha anh em. Mình có nắm được cái mặt bông đó khoảng bao nhiêu cánh không anh Thiện? Từ 5 đến 12 cánh. 5-12 cánh ha. Dạ. Cây này vẫn cho anh em gỡ được khoảng nửa tháng tháng đó anh em, cận Tết đó, anh em có thể anh em bứng về anh em chơi Tết luôn anh em. Mình đi một vòng cho anh em xem cái bộ tàn đó nha, tất cả các mặt luôn. Cây này là bao tàn tròn anh em ơi, siêu tàn. Đây mặt bên này đây, hoành gần 80 nha anh em. Xíu nữa thì ảnh vô anh đo cụ thể cho anh em xem cho chi tiết. Cây này đế nguyên bản, hàng zin nha, chưa bóc tem luôn. Rồi cái bộ tàn mặt phía bên này tàn xúc sắc luôn, không có trống luôn. Đây, cái này do buổi sáng nó ánh sáng nó chưa đủ anh em nên nó hơi tối xíu nha, có gì anh em thông cảm. Đây mặt phía này đây, thoát thân cao tàn lửng lửng này, về mình con nhẹ cái tàn nó tròn xíu nữa là chơi là xúc sắc. Cái này là siêu bông nha anh em, 5 đến 12 cánh, tàn không một lỗ trống luôn. Mình cái chiều cao đó khoảng nhiêu vậy anh Thiện? 5 mét ha. Rồi cái tán ngang nó tầm khoảng nhiêu anh? 5 mét rưỡi. Dạ. Rồi tán ngang 5 mét rưỡi, chiều cao 5 mét. Cái này chỉ phóng phỏng thôi nha anh em, có thể nó hơn nữa nha. Cái này là không có tới cái hàng bên ngoài đó. Dạ. Không có hàng vượt bên ngoài. Rồi mình vô mình quay cận cảnh cái dàn xương. Đây. Dàn xương bên trong đây. Đặt như bánh canh vậy anh em ơi. Cây này nước da nó mừng mẫn luôn nha. Đây, đều dút hết luôn, tất cả các mặt luôn. Về là chơi liền. Nói chung là thiên nhiên mà được cái bộ tàn này luôn. Quá đẹp anh em ơi. Cứng khừ luôn. Đây cái mặt bên đây. Cái này giá bất ngờ đấy anh em ơi. Anh em nào nhanh tay thì mình alo để mình chốt trước nha anh em. Nhanh tay thì còn nha. Đây. Nút nụ rất là nhiều nha. Cây này bông thì khỏi bàn cãi nha anh em. Bao bông nha. Bông đỉnh luôn. Cái này anh em giao lưu thành công đó, anh em canh cái ngày đó anh em bứng về anh em chơi Tết luôn. Chơi bông cho năm nay luôn. Xong mình xuống mình trồng. Rồi đi cái mặt phía này cho anh em xem dàn xương tổng thể hết luôn. Dàn xương tê tái. Rồi. Wow. Đế này xưa giờ mình có khai thác đồ lên không anh Thiện? Không anh. Nguyên bản luôn anh. Yeah. Đây. Còn nào nấy bắp tay không em ơi. Khủng không nha. Nó bấu xuống còn nè. Chưa khai thác nha. Đế nguyên zin. Ở trên dữ quá anh em ơi, cái này khai thác qua chắc khủng long với anh em. Đây, mặt bên đây cho anh em xem luôn, chảy đều hết nha anh em. Thân nó gần khía nha, cây rất lực, đặc biệt cây này thì nó liền lạc nha, không có thẻo tích gì hết nha anh em. Đây,
củ nở, thân tròn trịa nha, sạch đẹp. Rồi anh em nào muốn bốc tem khui hàng thì anh em có thể đến trực tiếp để mình xem cây cho nó dễ nè. Đây, thân ở bên đây đây. Quá đã bộ xương. Cây này anh em nào mới tậu nhà mới đó, mình có cái sân rộng đó mình xây cái bồn cho nó xứng đáng để cái này lên đẳng cấp anh em ơi. Nhà cao cửa rộng. Có cây mai phong thủy đó nè, số 1. Rồi mình vô mình đo thử thông số cơ bản bao nhiêu anh Thiện, cho anh em mình dung luôn. Yeah. Anh em đang nôn ngao cái mức giá nè. Mình đo nhiều thông số đi anh Thiện. Quanh nó khoảng nhiêu anh Thiện? 73 ha, gọi anh đo thêm nhiều thông số đi anh. Quanh trên đây 68. Rồi 68, ở phía trên ha anh. Yeah. Rồi mình đo thử thốc thân nó khoảng nhiêu anh? 80. Rồi thoát thân lên xe tàn là 80 nha anh em. Tầm 2m8. Rồi nồi đế nguyên thủy ánh áo mặt trên là 2m8. Rồi chân cành là 28. Quá lực luôn. Quay cho anh em xem lại bộ xương đó nha. Xương khủng nha anh em. Cây này chơi bông là chơi không nổi nha anh em. Đặc biệt đế nguyên thủy nha, chưa khai thác luôn nha. Cái này giao lưu mà được thì anh em thành công đó. Anh em mua đế lên đế khủng thì anh em hưởng anh em ơi. Đây là mình kết bộ tàn quá anh em ơi. Quá dữ. Nói chung là không có trống, không có trống lỗ nào luôn nha anh em. Tất cả cái mặt phía bên đây với mặt bên kia luôn, không trống cái nào hết. Xúc sắc luôn, tròn quay luôn, quá đã. Nhắc lại lần nữa nha anh em, giá bất ngờ nha, mạnh dạn alo nha để mình sở hữu sớm anh em, nhanh tay thì còn. Đây mặt bên đây phía từ xa nha, cái này mình đứng là khoảng cách là khoảng 8m trở lên không nha anh em, nhưng mà hết cái tàn đó nha. Rồi anh Thiện ơi, nếu mà anh em nào Thiện chiếm sở hữu là mình giao lưu cái cây này cách sao anh? Thì gọi điện qua số điện thoại đi, rồi cái mình cho cái giá bất ngờ. Dạ. Yeah. Rồi có alo là có chốt phải anh? Dạ. Yeah. Rồi. Cây này mình liên hệ trực tiếp với anh Thiện đi các bạn ơi. Mình thích thì mạnh dạn alo nha để mình sở hữu. Giá cả hợp lý cho anh em nha.